Thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại một bữa dạ tiệc gây quỹ của một nhóm Phật tử ở thành phố Windsor và các vùng phụ cận để giúp cho việc xây dựng tu viện Tây Thiên ở Edmonton. Bữa dạ tiệc này với sự hiện diện của Thầy Thích Pháp Hòa, tức là trụ trì của tu viện Tây Thiên và Thiền viện Trúc Lâm ở Edmonton, hứa hẹn một không khí rất là đầm ấm, vui tươi, cũng như giúp cho các Phật tử trong vùng hiểu rõ thêm về tu viện Tây Thiên. Tu viện Tây Thiên cách thành phố Windsor tới khoảng 4 tiếng đồng hồ máy bay. Thế nhưng khoảng cách không gian không là một trở ngại để các Phật tử ở Windsor tìm về Tây Thiên, cũng như ủng hộ cho việc xây dựng nơi tu học này. Dạ, hôm nay đó Diệu Quang đứng ra làm buổi lễ gây quỹ này là tại vì chính bản thân của Diệu Quang đó đã từng dự những khóa tu của thầy ở trên Edmonton. Như trong những năm trước đó, thì cái khóa tu thì ít người, nhưng mà bây giờ rất là đông, nhất là cái khóa vừa rồi đó. Diệu Quang Linh đó là trực 600 người, mà cái hoàn cảnh ăn ở đó thầy cũng rất là chật vật mà lo cho mọi người. Thành thử ra đó là như cái chương trình của thầy muốn kế hoạch thì một là để cho tương lai được nhiều người về đó mà, chứ là cùng chung đó mà tu học. Thành thử ra thầy định là sẽ làm một cái chánh điện và nơi ăn nghỉ, chứ là ăn ở cho mọi người nó khang trang hơn. Bởi vậy là cũng cần cái số tịnh tài để mà lo vấn đề này. Và thấy vậy thì bổn phận tụi em là Phật tử thì cũng như là cũng muốn giúp đỡ một tay, góp sức một tay là để cho thầy lo cái việc đó. Và bên cạnh vấn đề gây quỹ, chúng tôi mới giới thiệu tu viện Tây Thiên với đông đảo đồng bào đồng hương ở Bắc Mỹ, Canada và Mỹ đến tu tập tại tu viện Tây Thiên Westlock, Alberta, Canada. Thuyện Tiêu Thiên, Hòa Thượng Viện Chủ và Thầy Pháp Hòa sẵn sàng đón nhận tất cả quý vị không phân biệt tuổi tác và đón nhận đến bất cứ lúc nào để chúng ta cùng nhau tu tập và hưởng được những an lành của Phật Pháp. Đó là mục đích chính ở ngày hôm nay. Trước chúng tôi xin chân thành cảm niệm công đức và tán lời tinh thần cao đẹp của toàn ban tổ chức. Bữa dạ tiệc gây quỹ cho tu viện Tây Thiên được tổ chức trong một hội trường rộng rãi ở gần trung tâm của Windsor. Đây là một nỗ lực không nhỏ của các Phật tử chùa Phổ Minh ở thành phố này với sự kết hợp của nhiều địa phương khác, cả Canada lẫn Hoa Kỳ. Chúng tôi là những Phật tử đã từng tu tập trên tu viện Tây Thiên trong những năm qua. Chúng tôi gồm có Đạo hữu Diệu Quang ở Windsor, tôi là Nguyên Thái ở London, và Nguyên Hạnh ở Hamilton và Tina Lê ở Michigan. Chúng tôi cùng nhau ngồi lại để làm cái quỹ ngày hôm nay. Và chúng tôi rất là vui được dịp gặp tất cả các đồng hương ngày hôm nay ở Bắc Mỹ đến từ Ohio, Michigan, Chicago, Washington State, Virginia và từ Montreal, kéo dài Toronto, London, Hamilton, Windsor và vùng phụ cận. Đó là chúng tôi đã làm việc ngày hôm nay. Hôm nay cũng luôn dịp là Thầy Thích Pháp Hòa về chứng minh buổi lễ Phật đản tại chùa Phổ Minh ở Windsor. Thì trong nhóm Phật tử của chúng em cũng đã quen biết nhau, tại vì cũng thường hay đi làm những Phật sự ở các chùa, các nơi, các thành phố. Cho nên chúng em quyết định là tổ chức một buổi gây quỹ cơm chay để cho cùng góp sức một bàn tay để xây dựng cái tu viện Tây Thiên tại Westlock, Alberta, để cho tất cả đại chúng là khắp nơi để về để tu học. Dạ, đó là một cái lực để cho chúng em quy tụ lại để làm một buổi cơm chay gây quỹ hôm nay. Với hơn 500 người tham dự, bữa dạ tiệc gây quỹ đã diễn ra với một chương trình lôi cuốn, tạo thêm tình thân giữa các người con Phật. Trước hết đó là tụi em làm những cái thức ăn chay là cho free hết, là để chỉ mời mọi người về để donation. Thì trong khi đó thì có những cũng có mời Ngọc Quyền về, tại vì lâu lâu ở đây thì cũng rất là vui để cho cái một ca sĩ đó về đây tham gia ở đây, thì bà con ở đây ủng hộ dữ lắm. Có Ngọc Quyền, rồi có anh Dương Ngọc Thái, ảnh từ Toronto, ảnh về tới Toronto, ảnh từ Việt Nam qua ảnh ở Toronto. Mà ảnh nghe cái chương trình của mình làm đó thì ảnh cũng rất là hưởng ứng.
thì ảnh từ ở Toronto ảnh đi về đây, rồi ngay cả ca sĩ local nữa, anh em lâu lâu được được mở cái giọng vàng lên thì anh em rất là hưởng ứng. Và thì đó thì đại khái cũng mời thầy Pháp Hòa về đây chứng minh trong dịp cái nhân dịp lễ Phật Đản và Phủ Minh, chùa Phủ Minh đó, thì thầy cũng về đây thầy chứng minh luôn cái buổi lễ này. Tâm nguyện của chúng con đang được từng bước hình thành, và mỗi năm có 600-700 Phật tử ở các nơi về tham dự, và bây giờ cơ sở không còn đủ để cung ứng. Bữa dạ tiệc gây quỹ hỗ trợ cho việc xây cất tu viện Tây Thiên ở vùng Edmonton đã diễn ra trong một bầu không khí đầm ấm, với sự hiện diện đặc biệt của Đại Đức Thích Pháp Hòa, một vị tu sĩ trẻ được rất nhiều người yêu mến. Thật sự thì khi Pháp Hòa được tin quý vị muốn phát tâm tổ chức cái này, Pháp Hòa rất cảm động, là bởi vì đó là cái tấm lòng của quý Phật tử ở xa. Có những Phật tử chưa bao giờ được tham dự khóa tu, nhưng mà thấy được cái lợi ích của những người bạn thân quen đã đi khóa tu về chia sẻ, thì quý vị đó cũng hết lòng hỗ trợ cho cái công việc của mình. Thì thứ nhất là cảm động cái tấm lòng của quý Phật tử, thứ hai là đó là một cái điều mà khích lệ cho Pháp Hòa rất là nhiều. Và đặc biệt là sự có mặt của quý đồng hương Phật tử tối hôm nay là một cái niềm an ủi và khích lệ cho Pháp Hòa rất lớn, cũng như các thầy ở tại Edmonton rất nhiều trên cái bước đường dấn thân phụng sự Tam Bảo. Mặc dù là xa nhưng mà thầy Pháp Hòa với lại thầy diện chủ thiện tâm đó thì năm nào cũng về Phủ Minh hết, chùa Phủ Minh ở đây thì năm nào thầy cũng về đây, mà Phật tử ở đây rất là yêu quý hai thầy. Thì cái chương trình học hỏi thì tụi này cũng già rất là tham gia trên đó, thì không có gì ngại, tại vì ở đây nói thì ai cũng biết thầy Pháp Hòa, ai cũng biết hết. Thì cái làm hơn nữa thầy thiện tâm cũng về đây làm cái về viện dưỡng lão cho Ontario đó, thì mọi người đều biết. Mặc dù rằng là xa nhưng mà cái tinh thần là mình là làm đạo, tất nhiên là cái Phật sự này tất cả mọi nơi, không chẳng những mà ở Edmonton người ta tu học, nhưng mà tất cả là mọi người mọi nơi đều về. Chứ tất nhiên là ở những cái tỉnh khác, tiểu bang khác, ngay cả bên Mỹ, Canada, tất cả đều về chứ không phải là đâu. Thì ở đây mọi người đều hiểu biết như vậy và tạo cái nhân duyên cho mọi người chứ không chỉ riêng cho tụi em ở đây. Tu viện Tây Thiên đang từng bước được hình thành là một công trình có quy mô rất lớn của Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại. Tu viện này không chỉ đơn thuần mang tính tâm linh mà còn là một trung tâm văn hóa Phật giáo. Dạ thưa anh, Tu viện Tây Thiên được thành lập từ cuối năm 2007 trên một miếng đất rộng 160 mẫu và tại thành phố Westlock County, tỉnh bang Alberta. Dạ. Thì hiện tại thì trên Tây Thiên đó mình có hai khu vực. Một nơi là dành để làm trung tâm tu học, một nơi là mình làm một cái khu văn hóa Phật giáo Việt Nam. Thì bên phía tu học thì chúng ta còn đang cần một cái trai đường để có thể dung chứa khoảng chừng 1.000 người ngồi ăn cơm chánh niệm, và một cái nơi để quý vị có thể nghỉ lại đêm. Và bên cạnh đó thì bên cái văn hóa thì muốn làm một cái bảo tượng Phật A Di Đà và nơi để thờ tro cốt của quý đồng hương Phật tử. Yeah. Dù đang được xây dựng nhưng với những cơ sở cũ hiện hữu, Tu viện Tây Thiên đã đi vào hoạt động từ những ngày đầu. Đã có nhiều Phật tử ở khắp nơi về đây để tham dự các khóa tu tập. Chúng tôi đã đến nơi tất cả là 4 lần. Và năm vừa rồi chúng tôi đến vào cái ngày mà Lạc Thành bảo Đài Quán Âm và khóa tu giao duyên 10 ngày. Chúng tôi thấy có một sự an lạc và một sự hòa hợp với tất cả quý vị Phật tử cùng đến. Và trong cái khóa tu tôi thấy rằng quý vị có thể tới nhận ra được từ bên Pháp, bên Úc, bên Nhật, bên Đại Đàn, nhưng mà chúng ta cùng một con của Đức Phật và chúng ta cùng tu tập, và chúng tôi rất là vui vẻ, và về nhà chúng tôi thấy rất an lạc và mong rằng sẽ đi nữa. Đó là chúng tôi cảm nhận được. Nếu mà anh hỏi về Tu viện Tây Thiên đó, là đối với Diệu Quang đó thì không bao giờ quên được, rất là mỹ mãn. Và thì
mình rất yêu thích ở đó từ Trúc Lâm mà tới Tây Thiên, là mình rất ủng hộ cái chương trình của thầy. Hơn nữa là hai thầy đó tu thì hai thầy lúc nào cũng lo cho Phật tử hết. Hơn nữa bây giờ Tây Thiên đó một cảnh rất là đẹp, và rất là đẹp, có quan tượng Quan Âm ba mặt. Nơi đó cũng mai mốt cũng là một cái thắng cảnh, tại vì cái cảnh của thầy ở ngoài đó, rộng đồng rộng bao la, mà kêu bằng lên đó anh tu là anh thấy rất là yên tĩnh, mà rất là, và là một nơi lý tưởng đó anh, là một nơi lý tưởng để về tu học. Dạ. Thiền đường của tu viện Tây Thiên đang được hoàn tất sau gần một năm khởi công xây dựng. Với diện tích hơn 8.000 square feet, tức là khoảng 800 mét vuông, thiền đường này là một trong những công trình chính của tu viện Tây Thiên mà các Phật tử khắp nơi đang rất mong đợi. Dạ thưa, thì hiện nay thì đến giai đoạn thứ nhì, tức là sau phần xây dựng Bảo Đài Quan Âm Bồ Tát, thì bây giờ chúng ta đang xây thiền đường. Và cũng nếu không có gì trở ngại thì tháng 7 này sẽ hoàn tất để tạm cung ứng một cái nơi cho khoảng 500-600 Phật tử có thể ngồi thiền tụng kinh. Và kế tiếp thì chúng ta cũng phải cần một cái tòa nhà để có đủ cho khoảng 500 người nghỉ lại đêm. Bởi vì đó là cái nơi mà hàng năm các khóa tu học 4 mùa đều được tổ chức ở đó, không phải chỉ cho người lớn mà cũng có các em thanh thiếu niên Phật tử. Yeah. Và một khi thiền đường được hoàn thành, thì tu viện Tây Thiên sẽ có những sinh hoạt tùy theo từng mùa, đáp ứng các nguyện vọng về tu học của các Phật tử. Dạ thưa, thì ở đó thì mỗi một năm là có 4 khóa tu, xuân hạ thu đông, cho cả Phật tử Việt Nam và người Tây Phương. Và hàng tuần có những lớp thiền tập cho những người ngoại quốc ở trong cái khu vực đó. Và hiện nay các thầy trẻ đang thực hiện cái công việc đó với một cái số lượng khiêm tốn. Nhưng mà đây là cái niềm vui, là các thầy trẻ đang tiếp nối được quý thầy, và quý thầy thấy được cái lợi ích của sự chia sẻ Phật Pháp cho người phương Tây. Và bây giờ mỗi tuần họ đang trở về tu viện và rủ những người thân quen để mà tu tập. Thì đó là cái tâm nguyện của Hòa, là làm sao mang Phật Pháp truyền bá cho các em trẻ, con em của mình, cũng như những người phương Tây, và đặc biệt là các vị nói tiếng Anh, và các em, con cháu của mình cũng nói tiếng Anh. Và đó là cái điều an ủi mà Pháp Hòa rất là mong là các thầy trẻ sẽ tiếp nối được để duy trì cái văn hóa tốt đẹp này ở tại phương Tây. Thưa quý vị, trong những năm qua đã có nhiều buổi gây quỹ dưới nhiều hình thức khác nhau để giúp cho việc xây dựng tu viện Tây Thiên ở Edmonton, và trong thời gian sắp tới cũng sẽ có rất nhiều buổi gây quỹ nữa, tương tự như buổi gây quỹ của đồng bào Phật tử ở Windsor mà chúng tôi vừa gửi đến quý vị một số hình ảnh. Và thưa quý vị, với sự ủng hộ rất là nồng nhiệt, rất là nhiệt tình của đồng bào Phật tử ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Canada, thì chắc chắn là tu viện Tây Thiên sẽ sớm được hình thành và sẽ hoạt động rất là tốt trong tương lai. Và việc tiến tường thuật từ một bữa tiệc gây quỹ của đồng bào Phật tử ở thành phố Windsor của Canada. Dự tiên